tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Dâu. Hôm nay Dâu sẽ hướng dẫn mọi người làm hai món tráng miệng được biến tấu từ món bánh tráng Doraemon. Món thứ nhất là món pancake bọc biển, món thứ hai là món pancake thanh long. Nguyên liệu của chúng ta sẽ gồm có một bịch cà phê Nesvit, 3 muỗng đường, một ít nước tắc, nửa trái thanh long, một ít rau húng quế để trang trí nha mọi người. Nguyên liệu chính của chúng ta đây, đó chính là một bịch bột bánh tráng pha sẵn vị sô-cô-la nha mọi người. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu pha bột nha mọi người. Đây là bịch bột pha sẵn cho nên mình nhớ đọc theo công thức hướng dẫn trên bịch bột nha mọi người. Nó chỉ gì mình làm đó thôi. Ok, bây giờ mình sẽ đổ bột ra nhé. Mình đã chuẩn bị sẵn 140ml, thì nay mình sẽ đổ vào luôn nha. Bột sau khi mình pha xong á thì mình để qua một bên nha mọi người. Bây giờ mình sẽ làm mứt thanh long trước. Thanh long mọi người nhớ sắc hột lựu nha. Thanh long sau khi đã cắt xong như thế này thì mình sẽ đi sên nha mọi người. Mình sẽ bắt một cái nồi và đổ hết thanh long vào nha. Tiếp theo là mình sẽ cho 3 muỗng đường. Và chén nước cốt tắc hồi nãy mình nói mọi người á, vào luôn nha. Mình sẽ bỏ thêm một tí muối cho gia vị nó dằn lại xíu nha mọi người. Mứt thanh long nó đã cô đặc như thế này là mình đã ok rồi nha mọi người. Bây giờ mình sẽ chuyển qua làm dalgona nha. Công thức làm dalgona này mình đã quay ở cái clip trước rồi, cho nên mọi người chưa xem hoặc là xem rồi thì mình cũng coi lại cái clip đó giùm mình nha. Bây giờ mình sẽ làm nhanh cái công đoạn này luôn nha mọi người. Của mình như vậy là được rồi nha mọi người. Bây giờ mình sẽ múc ra bịch và bỏ ngăn mát tủ lạnh nha. Hai nguyên liệu trang trí bánh của mình đã xong xuôi rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nướng bánh nha mọi người. Chảo sau khi nóng rồi thì mọi người chế bánh vào nha. Bây giờ mình sẽ trang trí pancake dalgona trước nha mọi người. Tiếp theo là mình sẽ trang trí món thứ hai nha mọi người.
vậy là hai món tráng miệng được biến tấu từ món bánh rán Doraemon của mình đã hoàn thành rồi đây mọi người ơi. Món này mọi người có thể ăn tráng miệng hoặc là có thể dùng làm bữa ăn sáng nha. Ở bên nước ngoài người ta cũng hay dùng cách này để người ta làm đồ ăn sáng đó mọi người. Chúc mọi người thành công với món này nha. Cảm ơn mọi người đã xem kênh YouTube của Dâu. Nếu mọi người có thích video này đừng quên like, share, subscribe ủng hộ kênh YouTube cho Dâu nha. Bye bye mọi người, hẹn gặp mọi người vào món tiếp theo. Nếu mọi người có muốn nấu món gì thì comment bên dưới cho Dâu nấu nha.